Quý vị và các bạn thân mến, sau các cuộc chiến đấu giằng co trong năm 1972, đến trước thời điểm Hiệp định Paris được ký kết, thì ranh giới giữa hai bên đã được hình thành theo tuyến Long Quang - Thành Hội, cách cửa Việt khoảng 10 km về phía nam. Thời gian này, cơ quan trung ương của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được đặt tại Cam Lộ, Quảng Trị, càng làm cho vị trí của cửa Việt thêm phần quan trọng hơn. Nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng của khu vực này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự giúp đỡ của người Mỹ đã bí mật xây dựng kế hoạch chiến dịch mang tên Tango City với mục đích chiếm lại cửa Việt trước khi Hiệp định Paris được ký kết và có hiệu lực. Chiến dịch này, quân đội Sài Gòn đã tung ra một lực lượng hùng hậu nhất với sự có mặt của hàng trăm xe tăng thiết giáp. Quân Giải phóng cũng mở cuộc tiến công phản đột kích với một lực lượng hùng hậu không kém. Mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch này được tiến hành một cách hết sức bí mật và vào ngày 25 tháng 1 năm 1973, chiến dịch đã bắt đầu. Sơ lược về binh chủng thiết giáp kỵ binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1950, Chính phủ Quốc gia Việt Nam thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam và hình thành binh chủng thiết giáp với thoạt đầu được trang bị những chiếc thiết giáp xa AM và 3 chiếc vừa Scud vừa Half-Track. Ngày 1 tháng 1 năm 1951, Quân đội Quốc gia Việt Nam thành lập đơn vị thiết giáp đầu tiên, đó là Tiểu đoàn 1 Thám Thính Xa hoạt động tại Nam Việt, thuộc quyền điều động của Bộ Tư lệnh Đệ nhất Quân khu. Tiếp đến, ngày 1 tháng 3 năm 1951, Tiểu đoàn thiết giáp thứ 2 được thành lập, lấy tên là Tiểu đoàn Thám Thính 4 thuộc Đệ tứ Quân khu. Danh hiệu của các đơn vị thiết giáp đầu tiên được đặt theo số hiệu của quân khu mà đơn vị đó thống thuộc. Ngày 1 tháng 5, Tiểu đoàn Thám Thính 3 thành lập tại Bắc Việt, thuộc quyền điều động của Đệ tam Quân khu. Các tiểu đoàn thiết giáp sau này được cải danh thành chi đoàn thiết giáp. Năm 1954 bắt đầu xuất hiện xe tăng M24 Chaffee. Đây là những chiếc xe tăng hạng nhẹ, vũ khí chính là pháo 75 ly, bọc thép nhẹ, trọng lượng thấp nhưng có sức cơ động, phù hợp với chiến trường miền Bắc Việt Nam là vùng Trung Du, đường xấu, gồ ghề. Trận đánh đáng kể nhất của những chiếc xe tăng M24 chính là ở trận Điện Biên Phủ và được đánh giá là một trong những vũ khí lợi hại nhất của Pháp trong những trận đánh trên đồi. Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam và Mỹ bắt đầu tham chiến, binh chủng thiết giáp kỵ binh được tổ chức gồm những trung đoàn. Mỗi trung đoàn có 2 chi đoàn được trang bị xe tăng M3 và M24. Người Mỹ cho rằng chiến trường miền Nam Việt Nam với địa hình nhiều sình lầy, sông rạch không phù hợp với chiến tranh cơ giới nên thoạt đầu không trang bị các xe tăng hạng nặng. Ngày 30 tháng 2 năm 1962, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu nhận những chiếc xe bọc thép M113, còn gọi là xe lội nước. Lúc này binh chủng thiết giáp kỵ binh được chia và có tên gọi rõ ràng hơn. Những đơn vị chỉ trang bị xe tăng được gọi là thiết giáp, những đơn vị cơ giới trang bị xe bọc thép M113 được gọi là thiết giáp kỵ binh và được gọi tắt là thiết kỵ. Tuy nhiên, danh xưng chung của đơn vị tăng thiết giáp đều gọi chung là kỵ binh. Với 32 chiếc M113 lần đầu được trang bị, binh chủng thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa thành lập 2 đại đội, mỗi đại đội có 15 chiếc. Theo tổ chức, mỗi đại đội có 3 chi đội chiến đấu và 1 chi đội yểm trợ. Mỗi chi đội chiến đấu có 3 M113, chi đội yểm trợ có 4 chiếc M113, trong đó có 3 chiếc được gắn súng cối 60mm và 3 súng phóng rocket 3.5. Và một ban chỉ huy đại đội có 2 M113, một dành cho đại đội trưởng và một cho đội bảo trì và sửa chữa. Những chiếc thiết phận xa M113 bọc nhôm, trọng lượng nhẹ, có thể bơi trên các sông rạch, được biên chế cho Sư đoàn 7 bộ binh đóng ở miền Tây. Nơi đây rất phù hợp với điều kiện nông thôn Việt Nam và trong giai đoạn 1962-1965 đã gây khá nhiều thiệt hại cho quân giải phóng do trong giai đoạn này chưa được trang bị những vũ khí chống tăng. Đến tháng 10, tên gọi đại đội cơ giới được đổi thành chi đoàn cơ giới số 4 và 5 thuộc trung đoàn 2 kỵ binh, sau đổi thành thiết đoàn 2 kỵ binh và các thiết đoàn 1 và 4 sau đó được thành lập. Về tổ chức, mỗi thiết đoàn cơ bản bao gồm một chi đoàn xe tăng M24, một chi đoàn trinh sát M114, hai chi đoàn cơ giới M113. Giai đoạn này, xe thiết giáp M113 ngày càng trở thành vũ khí lợi hại với khả năng càn lướt tốt, hoạt động trên mọi địa hình và hỏa lực mạnh. Tuy nhiên, sau trận ấp Bắc, xe thiết giáp M113 bộc lộ điểm yếu ở việc xạ thủ súng máy không được che chắn và bị bắn tỉa chết mất 14 người. Sau đó, xe bọc thép M113 được cải tiến về lá chắn thép để bảo vệ xạ thủ tốt hơn.
Đến giữa năm 1964, xe tăng M24 dần được thay thế bằng xe tăng M41 Walker Bulldog. Đây là xe tăng hạng nhẹ nhưng được bọc thép tốt hơn và sức cơ động hơn hẳn. Đến giữa năm 1965, quân giải phóng bắt đầu được trang bị các khẩu súng chống chiến xa với súng không giật 57 ly và tên lửa chống tăng MRPG-2 của Liên Xô cung cấp mà quân giải phóng gọi là súng B-40. Các vũ khí này dễ dàng phá hủy các lớp nhôm mỏng của xe bọc thép M113 và lớp thép của xe tăng M41. Tuy nhiên, do hỏa lực áp đảo trong các cuộc hành quân, số lượng xe tăng và bọc thép của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị phá hủy không nhiều. Đến tháng 10 năm 1963, lực lượng thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa có 4 trung đoàn tăng thiết giáp kỵ binh đã được phố trí như sau. Trung đoàn 1, Bộ Chỉ huy đóng ở Gò Vấp thuộc vùng 3 chiến thuật. Trung đoàn 2 đóng ở Mỹ Tho thuộc vùng 4 chiến thuật. Trung đoàn 3 đóng ở Pleiku thuộc vùng 2 chiến thuật. Trung đoàn 4 đóng tại Quảng Trị, sau rời vào Đà Nẵng thuộc vùng 1 chiến thuật. Từ năm 1964 đến năm 1967, các đơn vị chiến xa và thiết quân vận đã có mặt trong hầu hết các cuộc hành quân quy mô do các bộ tư lệnh sư đoàn, khu, chiến thuật tổ chức. Trong hai năm 1968 và 1969, do nhu cầu chiến trường, nhiều thiết đoàn, danh xưng mới của các trung đoàn thiết giáp được thành lập thêm để yểm trợ cho các sư đoàn bộ binh theo sự phố trí như sau. Mỗi sư đoàn có một thiết đoàn yểm trợ. Vào thời gian này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 10 sư đoàn bộ binh, 1, 2, quân đoàn 1, 2, 2, 2, 3, quân đoàn 2, 5, 18, 25, quân đoàn 3, 7, 9 và 21 bộ binh của quân đoàn 4. Đến năm 1968, quân giải phóng bắt đầu đưa xe tăng PT-76 vào sử dụng ở trận đánh Làng Vây trong chuỗi trận đánh Khe Xanh và đến năm 1970 với chương trình rút quân Mỹ về nước và đẩy mạnh công tác trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân Mỹ bắt đầu đưa xe tăng hạng nặng M48 Patton vào chương trình trang bị cho binh chủng thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa và chính thức tham chiến ở chiến trường Việt Nam. Riêng về thiết xa vận, từ sau Tết Mậu Thân, mỗi chi đoàn được tăng thêm 5 chiếc M113. Như thế, tổng số xe lên M113 của mỗi chi đoàn là 22 chiếc, có tài liệu ghi là 21 chiếc, kể cả xe dành cho chi đoàn trưởng và xe bảo trì. Sau đó, mỗi chi đội có một chiếc chiến xa trang bị thêm một đại bác 106 ly không giật để tăng cường hỏa lực. Tính đến năm 1975, lực lượng binh chủng thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa gồm có bộ tư lệnh tại Trung ương và 4 bộ tư lệnh lữ đoàn tại 4 quân khu, trong đó gồm có 3 thiết đoàn chiến xa M48, 14 thiết đoàn thiết vận xa M113 và 6 thiết đoàn chiến xa M41 được phối trí đều và thích ứng theo địa hình cho 4 vùng chiến thuật. Vùng 1, 2 và 4, mỗi vùng 5 thiết đoàn, vùng 3 có 6 thiết đoàn. Ngoài ra phối trí cho các tiểu khu, mỗi tiểu khu có một chi đội thám thính xa, di chuyển bằng bánh hơi, rất cơ động và nhanh lẹ. Một chi đoàn gồm đủ các loại M48, M41, M113 và V100 để cho khóa sinh tập huấn tại trường huấn luyện thiết giáp. Số còn lại thuộc dụng bộ tư lệnh thiết giáp trung ương, tổng số là 21 thiết đoàn. Vũ điệu tango chết chóc tại Quảng Trị. Khi Hiệp định Paris đang đàm phán rồi được ký kết, địch vẫn tiến hành đánh chiếm cửa Việt, một vị trí chiến lược quân sự do ta nắm giữ. Để thực hiện mục tiêu tái chiếm vị trí trọng yếu này, được sự hỗ trợ của Mỹ, tháng 1 năm 1973, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch Tango City nhằm đánh chiếm cửa Việt trước khi Hiệp định Paris được ký kết. Ý đồ của Việt Nam Cộng Hòa là cắt đứt sự chi viện lớn bằng đường biển từ hậu phương và tiền tuyến cho quân giải phóng, đồng thời thiết lập được một đầu cầu quan trọng để tiếp vận cho các cuộc hành quân của họ nhằm vào các vùng đất do ta kiểm soát. Việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa tấn công căn cứ cửa Việt đã bị Ủy ban Quốc tế về kiểm soát ngừng bắn ở Việt Nam xác định là hành vi vi phạm Hiệp định Paris. Theo tư liệu về trận đánh tại cửa Việt năm 1973, để phục vụ chiến dịch Tango City, một đơn vị với tên gọi là Lực lượng Đặc nhiệm Tango được thành lập đặt dưới sự chỉ huy của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến Thiện chiến, cùng với đó là Thiết đoàn Chiến xa 20 và Thiết đoàn Kỵ binh, được trang bị nhiều xe tăng và xe thiết giáp hiện đại. Hỗ trợ cho lực lượng này còn có hỏa lực của hạm đội 7 và không quân Hoa Kỳ, cùng với các lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 147 và 258 tiến đánh trên các hướng thứ yếu. Về phía quân giải phóng để bảo vệ cửa Việt cũng tập trung lực lượng mạnh gồm Sư đoàn 320, các trung đoàn của Sư đoàn 325, 304,
Trung đoàn Bộ binh 27, Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 202 cùng một số đơn vị binh chủng và lực lượng địa phương của Quảng Trị. Riêng đối với Tiểu đoàn 66, sau gần một năm tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, đã bị tổn thất khá nhiều nhưng chưa được bổ sung kịp thời, trong khi lại đang làm nhiệm vụ ở cả bờ Bắc lẫn bờ Nam sông Thạch Hãn, nên lực lượng khá mỏng. Tính đến ngày 25 tháng 1 năm 1973, lực lượng xe tăng thiết giáp của ta bố trí tại cửa Việt chỉ có khoảng 5 xe tăng, trong khi lực lượng của địch có tổng cộng cỡ 130 xe tăng thiết giáp các loại. Tuy nhiên, quân giải phóng có lợi thế là chủ động phòng ngự, hệ thống công sự tương đối vững chắc, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ đã trải qua chiến đấu dài ngày nên rất dũng cảm và thiện chiến. Đại tá Phạm Văn Hành cho biết. Chiến dịch Tango City bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm 1973. Sau khi có sự yểm trợ của B-52 và pháo hạm bắn hàng ngàn quả đạn pháo các cỡ vào khu vực Vĩnh Hòa, Long Quang, Thanh Hội, cửa Việt, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu chia thành 3 mũi dồn dập đánh vào các bàn đạp trên toàn tuyến phòng ngự của quân giải phóng. Tuy nhiên, cả 3 hướng đều vấp phải sự đánh trả quyết liệt của quân giải phóng, khiến địch bị thiệt hại nặng phải dừng lại để củng cố. Trong đêm 26 tháng 1, lực lượng của ta cũng khẩn trương bổ sung kế hoạch phòng thủ cửa Việt, hình thành 3 tuyến phòng ngự liên hoàn, sẵn sàng đánh trả các đợt tấn công mới của đối phương. Sang ngày 27 tháng 1, đúng ngày Hiệp định Paris được ký kết, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dùng hỏa lực đánh phá dữ dội trên toàn bộ khu vực Nam cửa Việt, đồng thời tiếp tục tấn công trên toàn tuyến. Lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến được hơn 100 xe tăng, xe bọc thép, yểm trợ đánh trực diện vào hệ thống phòng thủ của ta. Trước tình hình đó, Tiểu đoàn 66 cho tăng cường 3 xe tăng sang bờ Nam, nhưng do sóng to, hộp xích bơi không đảm bảo nên chỉ có xe tăng mang số hiệu 476 là tới được trận địa. Cựu chiến binh Đào Hồng Thái, nguyên pháo thủ xe tăng 476 cho biết. Khi đó trận đánh diễn ra rất ác liệt, phía địch tràn lên, tôi đã bắn hết 7 hòm đạn, 12 ly 7 đến nỗi tai ù đặc, ảnh hưởng thính giác tới tận bây giờ. Còn cựu chiến binh Vũ Thế Cung cho biết. Tôi là lái xe thiết giáp lắp cao xạ 2 nòng 23 ly, chỉ bắn được trên không. Nhưng trong trận chiến đó, cấp chỉ huy đã có sáng tạo tuyệt vời khi hạ lệnh cho tôi chúc nòng pháo xuống độ âm. Lại cộng thêm địa hình thoai thoải của cồn cát tại đây khiến đạn pháo của xe lập tức bắn rất hiệu quả, tiêu diệt cả xe tăng lẫn bộ binh của địch. Thấy tấn công trực diện không có hiệu quả, phía Việt Nam Cộng Hòa thay đổi cách đánh. Tối 27 tháng 1, lợi dụng bóng đêm, địch luồn qua khe hở giữa các trận địa phòng ngự của ta để tiến ra cửa Việt. Khi phát hiện địch, thông tin lập tức được báo lên chỉ huy Trung đoàn 101 Sư đoàn 325 để cùng phối hợp tiêu diệt địch. Ngay đợt xuất kích đầu tiên, mặc dù đèn chiếu sáng và kính ngắm hỏng, nhưng nhờ ưu thế quen thuộc địa hình, xe tăng 704 đã bắn cháy 3, bắn hỏng 1 xe tăng địch. Các xe thiết giáp khác cũng diệt được nhiều địch, buộc chúng phải lùi lại để củng cố. Sau đó, phía Việt Nam Cộng Hòa sử dụng pháo binh bắn mạnh vào trận địa của ta rồi tiếp tục tấn công. Nhưng nhờ thông thuộc địa hình, ta lại bắn cháy vài xe tăng địch và đẩy lui chúng lần thứ hai. Đến lần thứ ba, khi địch tập trung lực lượng tiếp tục đánh, ta lập tức điều 2 xe thiết giáp lắp pháo cao xạ cơ động đánh vào sườn khiến địch phải rút lui. Theo Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1. Trước tình hình đó, địch vẫn ngoan cố tập trung lực lượng đánh chiếm được một phần đất của ta. Tiếp đó, chúng hình thành 4 cụm quân trên bãi biển, mỗi cụm cách nhau 1.000m. Cụm gần nhất cách cảng cửa Việt 700m để tập trung đánh chiếm căn cứ quân sự này của ta. Tại mỗi cụm, địch đều bố trí xe tăng thiết giáp ở vòng ngoài, phía trong là bộ binh. Quân ta lập tức có biện pháp đối ứng để giữ cảng cửa Việt, khiến địch sau vài ngày đánh chiếm vẫn không đạt được mục đích. Trong chiến trận giằng co, địch bị thiệt hại nặng, trong khi số lượng xe tăng của ta tham chiến tại cửa Việt cũng cháy hết. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận B-5 quyết định điều một số xe tăng của Trung đoàn 203 từ Cam Lộ, Quảng Trị đến cửa Việt để tiếp ứng. Sáng ngày 31 tháng 1, ta bắt đầu phản công. Hỏa lực pháo cối bắn mạnh vào cụm 1 và 2 của địch, sau đó thừa thắng tấn công vào cụm số 3. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1, toàn bộ lực lượng Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại nặng, phải rút khỏi khu vực bờ Nam cửa Việt. Chiến dịch Tango City thất bại hoàn toàn, vùng giải phóng được khôi phục lại như trước ngày 25 tháng 1 năm 1973. Trận đánh tại cửa Việt thắng lợi nhờ sự phối hợp tốt giữa các lực lượng quân sự của ta.
Xét riêng về lực lượng tăng thiết giáp trong trận này, mặc dù số lượng quá chênh lệch, nhưng nhờ tinh thần chiến đấu dũng cảm và cách đánh phù hợp nên đã đạt hiệu suất rất cao, góp phần không nhỏ vào chiến thắng chung. Các cựu chiến binh tiểu đoàn 66 cho biết. Trận cửa Việt năm 1973 đã cho thấy, quân đội ta dù ít tác chiến quy mô lớn với xe tăng nhưng vẫn hoàn toàn có thể làm chủ được loại khí tài này và đối đầu với lực lượng xe tăng đối phương hùng hậu hơn nhiều lần. Cũng chính tại đây, loại xe tăng M48 Patton của Mỹ đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu khi dễ dàng bị các xe tăng hạng nhẹ của ta triệt hạ một cách dễ dàng.